Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, sáng nay, ngày 28 tháng 12, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức tọa đàm Thành phố Đà Nẵng 25 năm thành tựu và triển vọng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng cùng chủ trì tọa đàm. Đến dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, đại diện các bộ ngành trung ương, đại diện các cơ quan nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng cùng các chuyên gia, nhà khoa học tên tuổi trong cả nước. Qua 25 năm trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đến nay đã vượt qua nhiều khó khăn, đạt được nhiều thành tựu trên các mặt công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng được một thương hiệu Đà Nẵng không chỉ là điểm đến hấp dẫn về du lịch, đầu tư mà còn là thành phố năng động, sáng tạo, dẫn đầu cả nước về chỉ số sẵn sàng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, là thành phố an bình, giàu đẹp và văn minh. Tham gia tọa đàm, nhiều đại biểu đã bày tỏ tham luận với các nội dung về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, những bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển kinh tế xã hội thời gian đến, nhất là trong các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng thành phố thông minh, du lịch, y tế, văn hóa xã hội. Đà Nẵng có nhiều nghị quyết, định hướng của Trung ương, hãy bám vào đó, làm cho tinh thần nội dung nghị quyết thấm sâu trong mỗi tổ chức, trong từng cán bộ đảng viên và người dân, từ đó tìm ra giải pháp hóa giải mục tiêu nhiệm vụ thành chương trình, kế hoạch để thực hiện sáng tạo với quyết tâm cao. Tôi coi rằng đấy, đối với Đà Nẵng là cái sự thay đổi đẳng cấp mới là chính yếu. Những cái gọi là những cái tọa độ mà thay ra đổi thịt của Đà Nẵng, nó mới khẳng định rằng là cái thay đổi của Đà Nẵng đấy, cái khái niệm phát triển đấy mới là cái điểm chính yếu nhất. Và chúng ta thấy rất rõ là trong cái hiện diện của Đà Nẵng ngày hôm nay mà so với 25 năm trước. Một thành phố du lịch số, tôi rất mong muốn là tất cả các danh lam thắng cảnh của Đà Nẵng sẽ lên một không gian số mà bây giờ nó gọi là công nghệ, mà gọi là nóng nhất bây giờ là Metaverse. Cả thế giới sôi động về Metaverse, Đà Nẵng phải đi đầu tiên thể hiện mình trên cái không gian Metaverse đó. Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá qua 25 năm xây dựng và phát triển, thành phố Đà Nẵng đã đạt được những thành tựu to lớn và tương đối toàn diện trong các lĩnh vực. Tuy nhiên, sự phát triển tuy nhanh nhưng chưa xứng với tiềm lực vốn có. Vì vậy, Đà Nẵng phải mạnh dạn so sánh với các đô thị lớn của khu vực châu Á-Thái Bình Dương để có động lực vươn lên trở thành thành phố mang tầm quốc tế, phải là trung tâm dịch vụ sản xuất công nghệ cao, giá trị gia tăng cao của miền Trung. Đà Nẵng cần tập trung cho những mũi nhọn và ưu tiên như phát triển hạ tầng giao thông và viễn thông, phát triển hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, sự phong phú hấp dẫn về các sản phẩm du lịch, để định vị Đà Nẵng luôn là điểm đến an toàn, thân thiện, thú vị, mến khách. Phát triển thành phố thông minh dựa trên việc đẩy mạnh, hoàn thiện hạ tầng số, hệ sinh thái số, các nền tảng trực tuyến, cơ sở dữ liệu phục vụ nền kinh tế đổi mới sáng tạo, gắn khu công nghệ cao Đà Nẵng với xây dựng đô thị sáng tạo khởi nghiệp. Chúng ta nên suy nghĩ về một chiến lược đi tắt đón đầu, sớm hoàn thành quá trình chuyển đổi số và tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới trong chính những lĩnh vực kinh tế hiện hữu. Có thể nói, coi chuyển đổi số là động lực để Đà Nẵng bứt phá. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, thành phố Đà Nẵng cần xây dựng những mô hình tăng trưởng mới như trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo, tiếp tục tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững và có bản sắc riêng, giữ gìn được những lá phổi xanh thiên nhiên ban tặng. Xây dựng Đà Nẵng không chỉ là nơi đáng đầu tư mà còn là nơi đáng sống, phát huy bản sắc, văn hóa, đầu tư phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt, Đà Nẵng cần phải có một tầm nhìn dài hạn và đột phá về quy hoạch để nâng tầm vai trò và vị thế của thành phố. Đà Nẵng không nhất thiết sao chép hay lặp lại mô hình đô thị ở đâu đó. Đà Nẵng cần phải tạo ra sự khác biệt, phải trở thành một thành phố độc nhất vô nhị, không chỉ ở Việt Nam, trong khu vực mà còn trên thế giới. Ý tưởng quy hoạch, tích hợp quy hoạch đặt vấn đề này rõ nét hơn trong phát triển tương lai của thành phố chúng ta.
Phát biểu bế mạc tọa đàm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trân trọng những ý kiến, đóng góp, tham luận đầy tâm huyết của các đại biểu tham dự, đồng thời gửi lời tri ân các thế hệ lãnh đạo, các đồng chí cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đã có hết sự đồng thuận, ủng hộ và có nhiều đóng góp quan trọng cả về sức người, sức của trong suốt 25 năm qua. Tình cảm và sự quan tâm lãnh đạo sâu sát kịp thời của Trung ương để đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng vững tin trên chặng đường phát triển mới. Với niềm tin sâu sắc vào sức mạnh, ý chí, sự đồng thuận, quyết tâm và đặc biệt là phát huy truyền thống cách mạng của đoàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, chúng ta tin tưởng rằng thành phố sẽ vượt qua khó khăn thách thức, tận dụng các tiềm năng lợi thế để có nhiều bước phát triển mới, đạt được mục tiêu mà nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị khóa 12 đã đặt ra là xây dựng Đà Nẵng xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Bí thư Thành ủy đề nghị các cơ quan, ban ngành địa phương, đơn vị thành phố cần tiếp thu và nghiên cứu sâu sắc các ý kiến phát biểu tham luận tại tọa đàm lần này để kịp thời bổ sung vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng gắn với nghị quyết Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố để cụ thể hóa những mục tiêu, khát vọng phát triển Đà Nẵng trong thời gian đến.